Chiến sự Nga-Ukraine, ai là ngư ông đắc lợi? Những ngày đầu năm 2022, cả thế giới hướng mắt về Ukraine, nơi diễn ra cuộc chiến tranh lớn nhất châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến tranh toàn diện vào Ukraine, cho đến nay cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bắt đầu kể từ giữa năm ngoái, Bắc Kinh bất ngờ có các hoạt động ngoại giao dồn dập trong hồ sơ Ukraine, như trao đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Tần Cương thăm Đức, Pháp và Na Uy. Gần đây nhất phải kể đến chuyến công du 5 nước châu Âu Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga của đặc sứ Lý Huy. Về điều gì khiến Trung Quốc lại có những hành động như vậy? Ông Tập Cận Bình đang tính toán những gì và liệu có thể tin rằng Trung Quốc sẽ là một nhà trung gian đáng tin cậy khi mà lãnh đạo Nga-Trung liên tục ca ngợi tình bạn vô bờ bến và vững như bàn thạch giữa Moscow và Bắc Kinh. Từ lâu, Putin đã coi việc Liên Xô sụp đổ là sự tan rã của nước Nga lịch sử. Ông tuyên bố, người Nga và Ukraine là một và phủ nhận lịch sử lâu dài của Ukraine. Thế nên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra, trong khi cả Nga và Ukraine đều phải đối mặt với những khó khăn tổn thất nặng nề, thì Trung Quốc cũng tham gia giúp đỡ với mục đích là giúp Nga và Ukraine tìm kiếm một giải pháp giải quyết xung đột. Thậm chí bà Mao còn nhấn mạnh rằng Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực thúc đẩy hòa bình và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Bà cho biết, Trung Quốc đã liên lạc sâu sắc với Nga, Ukraine và nhiều quốc gia khác, đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Trung Phương sử dụng kiên trì, quốc tế hợp hội, yên đăng dự bị, ớ ưu xoang phong rân khở, cơ phong bình đẳng tham dự, đối sổ yếu hợp bình phong án, dân sinh công bình thảo luận, trí 3 cơ trọng yếu yếu sụ, phổ dỡ nán ý vị khôi phục hợp bình, phát huy sử trị dụ yếu. Nhưng cho dù điều gì xảy ra, đến nay, Trung Quốc vẫn luôn khẳng định thái độ trung lập trong cuộc chiến Ukraine, chưa bao giờ lên án Nga đưa quân xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Vậy Trung Quốc đã làm gì? Khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022, giống như các nước phương Tây, Trung Quốc cũng ban đầu cho rằng chiến tranh sẽ không kéo dài và hệ quả địa chính trị sẽ không vượt ra ngoài khu vực châu Âu. Nhưng sau đó thực tế là đến tận hôm nay, xung đột khó có thể sớm chấm dứt và Trung Quốc có thể hưởng lợi nếu cuộc chiến kéo dài. Đó là lý do mà Trung Quốc đứng ngoài và duy trì thế trung lập, chứ không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này. Thế nhưng không dừng lại ở đó, Trung Quốc đã tận dụng thời gian kéo dài của cuộc chiến, biến cuộc khủng hoảng thành cơ hội để xây dựng lại các mối quan hệ với Nga, Hoa Kỳ và cả châu Âu. Đối với Ukraine, từ 2 năm nay, Trung Quốc chủ yếu mua thêm nông phẩm đặc biệt là lúa mì, ngũ cốc để đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm cho 1,5 tỷ dân. Nhưng thực tế phũ phàng là nhờ có chiến tranh Ukraine, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng mạnh vào lúc tiêu thụ nội địa của quốc gia châu Á này chững hẳn lại sau đại dịch Covid-19. Còn ngược lại, Âu Mỹ lại thận trọng và khó tính hơn với hàng rẻ của Trung Quốc. Vấn đề là không chỉ đẩy mạnh mức tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa mà còn là cơ hội để Trung Quốc gia tăng trao đổi mậu dịch, mở rộng quan hệ ngoại giao với Nga. Ngoài mặt lấy lý do là giúp Nga và Ukraine hòa giải, thế ý đồ phía sau là cả một âm mưu thâm hiểm về mặt chiến lược. Bắc Kinh và Moscow bí mật thành lập một mặt trận chống lại Washington nói riêng và để đương đầu với phương Tây nói chung. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Nga và Trung Quốc vào năm 2021 là 140 tỷ đô la, rồi chỉ trong 2 năm đã được đẩy lên tới hơn 200 tỷ đô la vào cuối năm 2023. Dưới góc độ đó, Trung Quốc đã gián tiếp giúp Nga trong cuộc chiến Ukraine. Nga xuất khẩu sang Trung Quốc dầu hỏa và khí đốt, các loại nguyên liệu từ gỗ đến khoáng sản, còn Trung Quốc thì cung cấp từ đồ điện gia dụng đến linh kiện bán dẫn, phụ tùng và nhất là một số công nghệ sản xuất một số vũ khí cho Nga. Vậy là Trung Quốc đã mua được dầu khí của Nga với giá thấp hơn so với thị trường, có dầu hỏa, khí đốt giá rẻ để sử dụng, còn Nga có vũ khí để vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa, vừa để phục vụ cho chiến tranh, mối quan hệ win-win cả hai bên đều có lợi. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, nhìn sâu rộng hơn vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, có thể thấy rằng cuộc chiến này ngày càng kéo dài, đã và đang cho phép Nga thành lập một mặt trận để đương đầu với Mỹ. Và nhìn rộng ra, đây là một sự đương đầu giữa các nền dân chủ phương Tây. Vì trước đó, cuộc khủng hoảng năng lượng giữa Nga và châu Âu kéo dài cũng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân tại châu Âu, bởi 70% khí đốt được phục vụ để sưởi ấm nhà dân đến từ Nga. Và trong cuộc đối đầu về phương diện chính trị, chiến lược và quân sự này, Trung Quốc đã cố gắng tránh cung cấp vũ khí hạng nặng cho Nga, nhưng lại gián tiếp ủng hộ Moscow bằng nhiều cách.
Ngoài ra, thông qua Bình Nhưỡng, Bắc Kinh đã bật đèn xanh cho Bắc Triều Tiên cung cấp hàng triệu đạn pháo cho Nga, trong đó có những lô đạn dược mà Bắc Triều Tiên mua từ thời Liên Xô. Ở đây có một trục tam giác Bắc Kinh, Bình Nhưỡng, Moscow. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng đang gián tiếp khuyến khích một số nước Trung Á, nhất là Iran, tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh của Nga. Nói cách khác, Trung Quốc gián tiếp ủng hộ Nga về mặt quân sự, dù Moscow có công nghệ để sản xuất một số vũ khí cần thiết cho chiến tranh. Đúng là phải nể trước cách tính toán của Trung Quốc. Mặt khác, việc Trung Quốc đang nỗ lực ngoại giao để giải quyết khủng hoảng giữa Nga và Ukraine có liên quan trực tiếp đến sáng kiến Vành đai và Con đường BRI, bởi Ukraine là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch được ông Tập Cận Bình khởi động cách đây hơn 10 năm. Và đương nhiên, khi mà chiến tranh xảy ra tại Ukraine, các dự án trên bộ trên biển cũng sẽ bị chững lại do chiến tranh tại đất nước này. Hơn nữa, Trung Quốc luôn nhìn xa và đang chuẩn bị sẵn những nước cờ cho giai đoạn tái thiết Ukraine. Không yểm trợ Ukraine về mặt nhân đạo, tài chính hay quân sự. Thế nhưng xuất hiện một số câu hỏi thắc mắc rằng liệu rằng Trung Quốc liệu có tính chính đáng để tham gia vào cuộc chương trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh hay không? Chưa có câu trả lời chính xác về vấn đề này, thế nhưng có thể thấy rằng việc Trung Quốc đang bắt đầu đặt một số con chốt cho giai đoạn tái thiết Ukraine cho dù chiến tranh chấm dứt. Hơn thế nữa, nếu xét về mặt địa lý, Trung Quốc ở nơi rất xa, có nơi giao tranh, không giúp đỡ gì Ukraine ngoài những lời kêu gọi vãn hồi hòa bình và tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải. Nhưng Trung Quốc cũng muốn có phần trong giai đoạn tái thiết Ukraine, nhất là trong các khâu xây dựng lại hệ thống giao thông cung cấp điện lực. Trung Quốc thì được hưởng lại sau chiến tranh, thế nhưng thực tế ngày càng thấy rõ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến cho người dân tại hai quốc gia này vô cùng khổ sở. Họ nỗ lực tìm kiếm một nền hòa bình mong manh trong suốt 2 năm qua, thế nhưng chiến tranh chưa bao giờ kết thúc thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Vừa bước ra khỏi bầu không khí u ám của 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành thì lại phải chịu tác động rất tiêu cực của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kinh tế thế giới nói chung bị giáng một đòn chí mạng, lâm vào bất ổn và suy thoái kéo dài suốt những năm gần đây. Còn riêng đối với Việt Nam, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, Việt Nam cần thay đổi tư duy và có những chính sách về xác định đối thủ tiềm tàng, mục tiêu, đối tượng cần lưu tâm một cách cụ thể để sát tình hình thực tiễn, gắn bó mật thiết với lợi ích và an ninh quốc gia. Một mặt, Việt Nam nên đánh giá tình hình toàn cầu và nội tại của đất nước để phát triển toàn diện các lĩnh vực. Mặt khác, cũng cần có những biện pháp chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các cuộc xung đột, tranh chấp tiềm tàng trong tương lai. Bởi Việt Nam và Ukraine có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý chính trị chiến lược như cùng nằm cạnh cường quốc, Nga cần có Ukraine trong tầm ảnh hưởng chi phối Crimea để duy trì sức mạnh, còn Trung Quốc thì cần Biển Đông và chi phối Việt Nam để vươn mình trong giấc mộng bá chủ thế giới. Vì thế mà đây cũng là lúc Việt Nam cần đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm của Ukraine trong hiện tại và của chính Việt Nam trong cuộc chiến năm xưa với Trung Quốc. Khi mà việc tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc vẫn còn tiếp diễn, quần đảo Hoàng Sa bị chiếm đóng toàn bộ, quần đảo Trường Sa bị gặm nhấm, thậm chí các vùng không tranh chấp bị Trung Quốc cố tình biến thành có tranh chấp. Không chỉ trên biển, mà tình hình chính trị Việt Nam còn lo ngại sự thâm nhập chi phối của Trung Quốc trên đất liền thông qua các dự án phát triển hạ tầng, thuê đất tại các khu vực trọng yếu ven biển gần biên giới. Video đến đây cũng hết rồi, hy vọng các bạn sẽ yêu thích video này và nếu có ý kiến gì hay ho thì hãy để lại comment dưới phần bình luận để chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!